lãnh đạo, các vị đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ban tổ chức xin thông qua chương trình buổi lễ. 1. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu ban tổ chức. 2. Xe phóng sự những nỗ lực gieo chữ vùng cao ban tổ chức. 3. Diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, trưởng phòng giáo dục và đào tạo. 4. Phát biểu của nguyên trưởng phòng giáo dục đào tạo đại diện cho nhà giáo trẻ tiêu biểu được vinh danh đại biểu. 5. Phát biểu tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo huyện. 6. Tặng quà nguyên lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, tặng quà qua các thời kỳ, lãnh đạo huyện. 7. Công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện khen thưởng nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2017-2022, lãnh đạo phòng nội vụ. 8. Công bố quyết định khen thưởng đội bóng chuyền nam nữ đạt giải cấp tỉnh, lãnh đạo phòng nội vụ. 9. Công bố quyết định và trao giải bóng chuyền nam nữ đạt giải cấp huyện, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo. 10. Công bố quyết định và trao giải cuộc thi văn nghệ cấp huyện, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo. 11. Là kết thúc buổi lễ. Kính thưa các vị đại biểu, thực hiện kế hoạch 247, kế hoạch Ủy ban nhân dân ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tổ chức gặp mặt cán bộ quản lý nhà giáo tiêu biểu kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 40 năm lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống nhà giáo sau 40 năm, đồng thời để ghi nhận và tôn vinh các thầy cô giáo đã vượt mọi khó khăn, đóng góp cho sự thành công của nền giáo dục huyện Xín Mần giai đoạn 2017-2022. Tới dự kỷ niệm ngày hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, khách quý đối với đoàn công tác 575 của tỉnh phụ trách huyện. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Thị Hương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn, tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn Hà Giang. Đối với huyện Xín Mần, trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Hoàng Nhị Sơn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Xín Mần. Trân trọng giới thiệu đồng chí Xin Văn Đức, phó bí thư thường trực huyện ủy. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Duy Hiền, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Bác Nông Quang Lù, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo. Trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, thường trực Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban các xã thị trấn, các đồng chí nguyên lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trường học, tổ chức Plan, Trung tâm Viettel, phòng bán hàng VNPT, công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Lâm, phóng viên, báo đài của tỉnh, huyện tới dự và đưa tin buổi lễ. Đặc biệt, chương trình hôm nay còn có sự hiện diện của 61 thầy cô giáo tiêu biểu
đến từ các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Một lần nữa, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sau đây, trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng các vị đại biểu xem phóng sự những nỗ lực gieo chữ vùng cao do Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao Du lịch huyện tổ chức thực hiện. Tiếng rồi.